Hôm nay là ngày trái đất, hãy cùng Katie ôn một số từ vựng về Earth Hour. Ok, đầu tiên mình sẽ có từ annual là hàng năm, đúng không? Thì trạng từ của nó sẽ là annually. For example, the event is held annually. Sự kiện được tổ chức hàng năm. Ok. Và cụm thứ hai là to encourage people, tức là cổ vũ mọi người. Ví dụ mình nói như thế này ha. To turn off, nghĩa là tắt, nên essential electric lights, tức là những cái thiết bị không cần thiết. Bây giờ nói nguyên câu nào. The event is held annually, encouraging people to turn off non-essential electric lights. Ok. Rồi, tổ chức để mà cổ vũ mọi người tắt các thiết bị không cần thiết. Rồi, các bạn nhớ lặp lại nha. Repeat. Ok. That's great. Ok. Và thứ hai, mình sẽ có cụm là commitment. Danh từ của nó là commitment, tức là cam kết. Ok. Commitment, again. Consider, động từ, tức là xem như. Ví dụ, nó nguyên câu nào. It's considered as a commitment to the earth or planet. Nó được xem như là lời hứa của con người đối với trái đất, đúng không? Right, say again. Và tiếp theo, mình sẽ có hai cái cụm mình hay gặp trong các cái bài thi, đó là to raise awareness, tức là tăng cái nhận thức, for energy consumption. To raise awareness for energy consumption. Say again. Okay, right. Earth Hour 2020 is scheduled. Tức là được tổ chức. Okay, is scheduled for March the 20th. Okay. Chính xác ngày hôm nay luôn, đúng không? Okay. Và mình có cái cụm tiếp theo, đó là tắt đi, darken, làm tối đi. Okay. Làm tối nó đi. Ví dụ như nè, Colosseum darkened for Earth Hour. Hoặc cách thứ hai mà nó đơn giản là went out. The power went out. Okay. Và các bạn nhớ điều này nhé. Ai cũng nên nhớ, đó là Mother Nature gives us everything for free. Mình phải biết ơn mẹ trái đất. Okay. See ya.